mình phải cứu được cái con quỷ kia. Từ mỹ nhân biến thành quỷ luôn rồi, sau bao nhiêu hồi đi cứu nó là từ mỹ nhân cứ cho thành quỷ luôn. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kha. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái game đó là Skull Knight Runner. Thì trong game này mình sẽ làm gì? Trong game này mình sẽ dùng cái xe mà bạn đã có coi phim. Phim này chắc cũng lâu rồi. Mà sao ta? Xe này nó sẽ vận động, nó sẽ chạy động cơ bằng chân nha. Để đi cứu mỹ nhân. Rồi đó, mỹ nhân đang ở đây nè. Đó, đang bị con T-Rex chuẩn bị ăn thịt nên là mình sẽ đi cứu mỹ nhân thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu play thôi. Để level 1 máu của mình. Hiện tại cái máu này là máu của cái cây hay là máu của gì? Wow. Trời. Sao chạy cái này mà chạy kinh vậy? Ôi man, từ từ. Mình không biết là khoảng bao lâu nữa là mình sẽ tới nó nữa. Trời, có luôn á. Xe bằng cái bánh bằng đá mà nó chạy như đúng rồi ấy. Không tin luôn. Ghê thật. Ok, tới rồi nè, nó kêu là Hone Space. Wow. Adu. Khủng long T-Rex mà nó làm như khủng long gì á mọi người. Mình không tin luôn. Để xem, để mình chỉnh nhỏ lại phần ngàn tí. Đó, ok. Rồi, khủng long T-Rex mà nó làm như khủng long gì á. Nó cầm cái dùi cua đập một phát bùm. Không tin luôn. Ok. Tiếp theo thôi, Hone Space. Đó, cứu được mỹ nhân rồi đó, mà nó biết mỹ nhân này xấu hay đẹp, xấu hay gì nữa. Mà mình nghĩ chắc xấu á. Vãi, con khủng long kìa, con khủng long nó bị ăn đập mà nó không biết chuyện gì đang xảy ra luôn, cái mặt nó ngu luôn. Holy shit. Ok, level 2 thôi. Đó, hành trình đi cứu mỹ nhân thời kỳ đồ đá bắt đầu. Uầy. Nhớ thời kỳ đồ đá là khủng long nó tuyệt chủng lâu rồi mà không hiểu tại sao đâu ra mà thời kỳ này đâu ra con này nó còn nữa. Nó còn sót duy nhất một cái con khủng long siêu ngáo. No way. Khó nha, cứu mỹ nhân thất bại luôn mới ghê, không có luôn. Khó đây cũng mới là chuyện đó được. Ok, wow, đây chuyện đâu còn có đó. Đậu phục không ngóc đầu lên được luôn nè, không mọi người thấy nó quá đáng không chứ. Trời, cũng như không ngóc được cái đầu lên. Trời, nó bị ăn thịt luôn rồi. Khóc nữa chứ. Dễ gái quá nha. Trong sao mình trong này dễ gái với vậy trời. Rồi sao kệ, mang tiếng mỹ nhân mà. Nó chưa biết được cái khuôn mặt của nó như thế nào luôn. Rớt một phát hình như là không thể nào mà ngóc được cái đầu lên luôn á. Thiệt tình. Phải nó tính dây nên là mình phải cố gắng, mình phải cứu nó cho bằng được. Chứ nó mà nó không tính dây là mình nãy giờ mình chạy là tơ ấy rồi. Ok. Ok, nói chung là chậm mà chắc đi. Tới 60 giây lận mà. Mình chạy chi nhanh rồi mất công rồi mình dắt té rồi không cứu được nữa, khổ không? Ok. Quá được rồi, cố lên. Yes. Mày hả bưởi, mày dám ăn thịt mỹ nhân của tao? Không được đâu. Mỹ nhân. Gái thời kỳ đồ đá đó hiếm lắm. Đấy, chính xác, lên được level 3 rồi. 60 giây. Wow, mình không biết là nó có nâng cấp cái gì không ta. Chắc là không. Cứ vậy mà chạy. Bậy ơi. Ok, còn chút xíu máu mà phải để dành nữa. Khổ quá đi. Thiệt tình. Trời ơi, trời, nó vượt trước ngại vật mà còn hơn, còn kinh hơn là cái xe chạy bằng động cơ nữa. Động cơ chân mới đất. Rồi xong. À, sao mà đi cứu mỹ nhân mà nó khó dữ vậy trời. Trời đất ơi. Xe mà chạy động cơ bằng chân mà nó chạy còn kinh hơn cái gì nữa chứ. Ok. Khó quá mà. Rồi đất ơi, qua được rồi. Yes. Cố lên. Đúng rồi. Nó do nó chạy bằng chân nên là nó điều khiển rất là khó. Cuối cùng cũng tới. Mày hả bưởi, mày hả ti ghét, mày dám đụng cái bạn gái tao là mày khởi số rồi. Đó.
Hên quá, cuối cùng cũng cứu thành công. Mà con quỷ này ăn cái giống gì mà cứ để bị con T-Rex ăn thịt hoài luôn. Lần nào mình cũng phải đi cứu nó hết á. Khó vậy chứ. Level 4 ơi, không biết có gì khó khăn hơn không nữa nè. Trời, còn cái chân của nó. Mọi người có cái chân nè. Chạy đà. Ok, thôi nói chung là cứ từ từ. Trời ơi, sao mà cây lá lụi, cây lá lụi trong làng à. Ê, ê, bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Đồ quá. Sao không lọc góc được cái đầu lên. Holy shit. Có mỗi cái đầu nó ngóc lên thôi mà nó ngóc cũng không được. Nó làm ăn gì được trời. Ê, khó thế. Không lẽ giờ mình buông xuôi cho nó ăn, cho con kia rết ăn thịt luôn. Dạy gái quá mà, dạy gái toàn chết không. Không sống được luôn á. Không biết nó ăn cái giống gì mà cứ ăn cứ để bị con kia rết ăn thịt hoài luôn. Mỗi lần kia rết ăn thịt là cứ kêu mình nè. Đó, 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 mém chết. Mém chết. No, tới đây rồi mà còn chết nữa hả? Không tin luôn á. Trời ơi. Không tin được. Không tin được. Phải lại mới được. Nói chung là không nên chết nhiều đó. Vô, cố lên. Vì gái, vì giống nòi hả? Nói chung là quan trọng là vì giống nòi thôi. Mình phải cứu được cái con quỷ kia. Từ mỹ nhân biến thành quỷ luôn rồi. Sau bao nhiêu hồi đi cứu nó là từ mỹ nhân tôi cho thành quỷ luôn. Tôi không cho, cô không cần mang cái. Ok, ok, ok. No, 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 no. Gì, cái gì, gì khó vậy? May ha bưởi. Chứ cậu công nhận hàng này nó khỏe hơn hết Win luôn. Cái con khủng long mà nó đập cái một. Mặt nó ngu luôn, mặt giống như con husky, mặt ngáo luôn rồi. Mặt siêu ngáo luôn à. Rồi đây là lần cứu thứ 5 trong đời mình nè, hả không? Đây là lần cứu thứ 5, có lần này thôi là mình không còn, nó không còn là quỷ nữa, nó là cái giống gì vậy? Con giáp thứ 13 rồi chứ không phải là con giống, chứ phải thuộc 22 con giáp còn lại rồi. Ăn cái giống gì mà cứ để ăn thịt hoài mà trong khi đó mình đi cứu nữa. Không phải tôi có thời gian tôi đi cứu hoài đâu. Khổ thiệt chứ. Để về cứu không biết á. Á đồ, 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 ô được, 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 được. Ý, rồi ơi, hình quá gần tới nơi rồi còn sống. Á đồ, phẩm không tin luôn á. Nhưng mà thua, trong khi mình đập nó rồi mà mình vẫn thua. Tình không thế nào mà thở được. Không thở được. Ok, cố lên. Nói chung cái này nó không khó, nó chỉ khó ở cái khoảng cuối thôi. Khoảng cuối là nó khó nè, nên là mình phải cẩn thận mới được. Chứ còn mấy cái đầu này thì mình qua một cách easy. Đó, mới vừa nói xong. Ôi, hên quá, nó còn đường dưới nữa. Cái này có vẻ như là mình vừa phải cứu nó mà mình vừa phải cứu cái xe nữa. Ủa, khó thế. Độ khó nhân 2 nè. Đó, cái phần này nè, cái khúc này nó mới khó nè. Đó. Tôi phải đi cho cẩn thận, tại vì ok, tại vì cũng phải để dành cái xe để rước con nhỏ đó về nữa, chứ không lẽ giờ xong rồi cũng phải đi bộ về nữa, mệt lắm, chịu không nổi đâu. Ok, đó. Thấy chưa? Mấy lần rồi. Ủa, đậu phộng gì, tôi cứu gì nhanh vậy? Trời, sau bao nhiêu lần chày da chóc dậy mà cái mà sắp mặt luôn á, thì cuối cùng congratulations luôn, you finish the game luôn. Hình như có 5-6 cái level chứ nhiêu, đúng không? Vai chứ, có 5-6 cái level thôi mà nó là làm khó được, nó làm khó mình ư. Trong khi cái con này nó nằm, mình vẫn chưa nhìn được cái khuôn mặt của nó nha. Không biết cái này có phải gọi là mỹ nhân không, nhưng mà nhìn góc này thì đẹp thiệt. Nhưng mà sao mà vô game nó nhìn thấy gớm. Thì luôn, vô game nhìn đúng gớm luôn. Bởi vậy mình nói trong game này mình mới biết là mọi sự mọi cái khó khăn đều bất xuất phát từ phụ nữ, lộn, từ con gái. Đây, con quỷ này đó. Nhớ nha, nhớ. Gớm lắm, mệt lắm. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này đây thôi. Thì hôm nay mình đã cứu con nhỏ này tới 6 lần lận, chết cũng nhiều lắm luôn rồi đó.
À, thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.